Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta có một tin tức tuyệt vời. Quốc hội vừa thông qua dự án cao tốc Gia Nghĩa - Trơn Thành với tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Đây là một bước tiến quan trọng cho khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Cao tốc này sẽ kéo dài khoảng 130 km, kết nối tỉnh Đắk Nông với Bình Phước. Vậy, cao tốc này mang lại những lợi ích gì cho người dân Đắk Nông và Tây Nguyên? Đầu tiên, nó sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương. Với hệ thống giao thông thuận lợi, nông sản của Đắk Nông sẽ dễ dàng tiếp cận các thị trường lớn hơn, gia tăng giá trị và thu nhập cho bà con nông dân. Thứ hai, dự án này sẽ thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tạo ra hàng ngàn việc làm mới cho người dân. Không chỉ vậy, cao tốc còn mở ra cơ hội phát triển du lịch, đưa du khách đến khám phá vẻ đẹp hoang sơ và văn hóa độc đáo của Tây Nguyên. Cao tốc cũng giúp cải thiện điều kiện sống, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, học tập và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, việc kết nối nhanh chóng giữa các khu vực sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cứu chữa kịp thời trong các tình huống khẩn cấp. Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành trong vài năm tới, với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể đội ngũ. Hãy cùng nhau ủng hộ và chờ đợi cao tốc Gia Nghĩa - Trơn Thành, một bước đột phá cho tương lai của Tây Nguyên.